sáu ba là tôi đang học sinh thì thích quá, thấy bộ đội thích quá, đi xung phong đi luôn. Thế là đầu năm 63 là tôi đi bộ đội Tây Bắc đến tận Điện Biên, xong là huấn luyện quân, bắt đầu sang nào chiến đấu luôn. Ủa, là ở nhà rồi đám cưới sao? Lúc nào không mới thông cảm cho bộ đội, cứ đồng ý là cho cưới. Tức là ông từ bộ đội, ông từ bên tôi Lào về, tôi hát ở bên Lào thì là ra hai gia đình mới tổ chức cưới. Cưới có ông đâu, cưới là không có rẻ. Lúc ấy là tôi ở bên Lào cơ, cũng có thư từ sang nhưng mà 3-4 tháng mới có mới nhận được. Tức là có mình bà là sao cưới bà? Cưới không rẻ. Rồi lúc đó mình vẫn tổ chức những cái nghi lễ truyền thống hả bà, nhưng mà không có chú rể. Mà bà có thể kể lại cụ thể cái ngày đám cưới của mình nó rất là đặc biệt như vậy, nó như thế nào không ạ? Cưới cái hồi đơn giản lắm mà, nhưng mà quần áo thường. Áo thường à. Rồi không có chú rể rồi sao làm lễ bà? Không làm lễ, cái ngày là không có chú rể là ăn xong là xong. Thì hai họ ăn xong là xong. Bà ơi, những lúc đó bà có buồn không bà? Buồn thì cũng phải nhẫn tâm chứ làm sao. Rồi bao lâu thì ông mới về? Xong khoảng 3-4 tháng sau tôi lại nhận một cái thư của bà này sang, tức là nhà các tổ chức rồi. Thư thông báo là bây giờ ông đã làm chồng người ta rồi. Đúng rồi, thế là ở trong đơn vị, ở đơn vị nó cũng nói đùa bảo thời này cũng có vợ rồi. Thế là lúc ấy cũng chỉ sướng để trong người thôi. Thế là cứ chiến đấu bên Lào. Xong đến năm 66 là 3 năm sau. Và chính phủ ta mới điều động bộ đội ở Việt Nam, ở Lào về, thì về Hà Nội. Về Hà Nội đơn vị bộ đội nó bảo thôi, thằng chết thì mày gần mày cho mày về được mấy ngày. Thế là về được 3 ngày. Về ngoài thấy bà này trong nhà sướng quá rồi. Bây giờ phải làm dâu rồi. Vâng, thế là cưới rồi, thế cứ ở nhà tôi làm dâu rồi đó. Vâng, làm dâu rồi. Thôi là người ta trước là cưới không có chàng rể, nhưng mà về làm dâu cũng không có chàng rể luôn. 2 năm trời. Bà ơi, thế thì cái lần đầu tiên khi mà bà nhìn thấy ông ở chiến trường về, lúc đó cái cảm giác của bà như thế nào? Nó cảm động mà nó cũng... Mà trong người tôi sao? Ông ấy ở chiến trường về, người ông đen lắm mà còn sốt rét, còn rụng cái tóc ấy. Thì tôi cũng thương cái cảnh là ông ấy nhà con một, thì tôi cũng xung phong là cho cưới để động viên gia đình. Vì nhà ông ấy hiếm người. Hay nhỉ? Có mình ông ấy là đi bộ đội rồi, còn các em thì đi bưu điện. Thế là có hai ông bà già để thay ông ấy. Là về bà làm dâu luôn à? Chăm sóc bố mẹ chồng luôn. Khi mà ông đứng ở trước cửa nhà, ông nhìn thấy bà và bà nhìn thấy ông, và hai ông bà ôm chầm lấy nhau sau bao nhiêu ngày xa cách. Làm gì có ôm đâu, cái thời chứ không có đâu. Thời chứ không có. Vợ chồng đâu mà. Không có vợ chồng rồi nhưng không có. Tôi ổn lắm. Tôi ổn lắm. Ở trên xung bếp tôi thấy bà đang đun nước, thì là tôi bảo ô hay gì, người ở đâu mới sang đây, xong bà chỉ có đỏ mặt thôi chứ không ra gì. Rồi sao ông, lúc đó bà bẽn lẽn nó vẫn nấu nước cho ông hả? Bà nấu nước để mà còn đón khách, khách như dân làng đến, thì lúc ấy là hiếm, bộ đội này hiếm lắm. À, tức là bộ đội về cũng làng cả làng mừng luôn. Vâng, nhà làng đến luôn. Dạ. Bà vui rồi, thằng chết nó ở bên nào về một ngày nó đen lắm, nó về cái rồi thế mà dân làng ta đến rồi đông sao đó. Rồi từ đó tới tối thì ông có nói chuyện gì với bà không? Các cụ cũng hiểu về tâm lý cho thanh niên. Xong đến tối là nhà làm về giấy, xong bắt đầu vợ chồng lại vui vẻ thôi, thành vợ chồng rồi. Đêm hôm đó mới là đêm tân hôn. Vâng, đêm là đồng hồng. Là nụ hôn đầu tiên. Ông còn nhớ nụ hôn đó không? Ôi, nhớ quá chứ. Không kể nữa. Nhưng mà bà này lúc đó run sợ lắm. Vì thấy hồi hộp quá thì run. Hồi hộp, cảm động. Thì nha. Thương quá. Bây giờ làm sao có những mối tình như thế nha. Làm vợ 3 năm mới được động phòng. Nhưng mà xin thưa là có một cái đoạn này còn hay lắm. Còn hay lắm. Dạ. Dạ. Tôi sang Lào chiến đấu, xã có một cái nguồn tin cho bà này biết, đi cho ông cụ nhà tôi biết là có cái ba lô về xã, mới đồn thằng chết khả năng khi nó chết rồi. Trời ơi. Thế bắt đầu mới đấy, trong cái giai đoạn tôi ở bên Lào ấy, thế là bà này bà ấy buồn, rồi các cái bạn bè mới nói bảo đấy, mày bảo mày lấy chồng nọ thế đấy, bây giờ thế nào chưa. Xong bắt đầu bà ấy buồn quá, bà ấy con gói xong bà ấy gấp quần áo bà ấy về bên đẻ, bên bà ấy. Thế còn ông cụ đẻ cho tôi thì suốt ngày cứ ra cây đa rồi ra cổng làng chờ nóng. khóc ngóng vì thực tế là gia đình của tôi thì là vì bố mẹ sinh ra tôi thì là có hai chị em, có tôi với bà chị nữa.
thì bà chị lấy chồng rồi còn mỗi tôi thôi. Bố tôi lại lấy bà nữa, vì mẹ tôi chết năm 45, vì lúc ấy là tôi mới có 1-2 tuổi. Vì 43 thì là đẻ cho tôi, mà 45 thì mẹ tôi chết. Dạ. Cho nên nó khó chỗ đó. Mà bà này có một cái, tại sao tôi tôn trọng và tôi quý bà này, bà ấy xung phong bà ấy. Người gì, tức là mang cái gì ghẻ con chồng. Vì quê tôi có một cái tiếng gì ghẻ con chồng, nó ghê lắm. Tức là về làm dâu là... Làm dâu là không phải mẹ đẻ mà lại gì ghẻ con chồng. Gì ghẻ con chồng. Chính vì thế cho nên là trước ở nhà là tôi yêu rất nhiều. Bà này tôi phục chỗ là tất nhiên là người vẫn là đẹp rồi, nhưng mà cái phục cái chi hướng. Một cô gái chỉ có nhìn ánh mắt của một chàng trai thôi, cũng có nhờ những lời hứa của người lớn thôi. Đám cưới cũng không có chồng mình, ở làm dâu 3 năm cũng không có chồng mình, mà vẫn một mực như thế. Phải nói là bà rất là tuyệt vời lúc đó, đúng là một trong những cái đẹp nhất của người phụ nữ Việt Nam. Sau khi ông đi thì bà ở nhà sinh một mình đúng không bà? Vâng, đúng rồi. Rồi đứa con đầu lòng mấy tuổi thì ông về? 7 tuổi là tức là ông đi một cái 7 năm. Ông về được 2-3 ngày là dính là trúng anh thứ hai. Vâng đúng rồi. Xong rồi ông đi. Rồi ông lại đi. Về trúng cô. Cái lần thứ hai ông về tức là con trai lớn của ông là được 7 tuổi. Thì khi mà ông về tình cảm hai cha con có kháng khích được không ông? Ui rồi sướng lắm. Vì thằng con tôi nó thấy bố sướng lắm, vì nó có cái tự hào là bố bộ đội. Chỉ có một mình bà sinh con và nuôi con, không có ông bên cạnh. Như vậy tuổi thân lắm bà nhỉ? Thôi thì vì đất nước nên cũng phải cố gắng thôi. Vì đất nước? Coi như là sinh 6 lần nhưng mà bị 2 lần sinh đôi. Mà làm cho đến lúc đẻ luôn. Chứ không có dưỡng thai gì, không có khám thai gì. 2 lần sinh non thì sao bà? 6-7 tháng đã đẻ rồi. 6 tháng rưỡi là sinh 2 thằng con trai mà nữa. Cái quãng mà tại sao đứa đầu đứa thứ hai cách nhau xa thế? Cái sức khỏe của nhà tôi là đặc biệt là không có được. Mấy hai là trước làm nhiều lắm, làm rất nhiều, cho nên là không có giữ. Làm nhiều có... tháng 5, tháng 6 vẫn phải đi dỗ mạ trưa ấy, lắm. Rồi có giữ được không bà? Là bị hai đốt không giữ được. Đáng nhá đáng đủ là 6 người, nếu mà còn đủ. Không thể tưởng tượng được nổi trong cái khoảng thời gian đó, trong một cái giai đoạn đó mà cái sự hy sinh và chịu đựng của người phụ nữ. Nghe nói thì thật chứ tụi con thương bà rất là nhiều luôn á. Một người thì hy sinh về đất nước để cống hiến cả cuộc đời mình vì sự nghiệp của đất nước, một người thì vì chồng, vì con, vì gia đình, mỗi người đều có sự hy sinh riêng cả. Và ngày hôm nay họ đã chung sống với nhau là 58 năm. Chúc mừng ông bà vì điều đó. Câu chuyện của ông bà thật sự là rất là hay, có thể là một cái câu chuyện mà làm phim cũng rất là hay ha, để nói lên cái sự hy sinh bản lĩnh của người phụ nữ Việt Nam rất là tuyệt vời luôn.